sử dụng ngay hôm nay để lấy lại nét thanh xuân cho chính mình bạn nhé. Xin chào các bạn, tôi là Đoàn Thanh Huế, hiện tại tôi là dược sĩ và là chủ của quầy thuốc ở ngã ba tiểu khu Thảo Nguyên, thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm rất mới trên thị trường có công dụng làm trắng da, chỉ nám, giảm nếp nhăn, cân bằng đường tiết tố nữ. Đó chính là sản phẩm Nai Beauty. Các chị em hãy sử dụng ngay hôm nay để lấy lại nét thanh xuân cho chính mình bạn nhé.